Lâm Phương mời cả nhà nghe một trích đoạn nổi tiếng Thái tử Xuất gia của soạn giả giác đạo Dương Kim Thành. Trích đoạn này Lâm Phương đã phục vụ ở sân khấu Đồng Nai và Đà Lạt vào những năm 1997. Hôm nay tôi xin phục vụ lại mời quý vị cùng nghe qua tấm nhạc đàn của ca sĩ Minh Đức. Thank you.
Yeah.